Mình cho các bạn xem mấy con bìm điệp mình bắt mấy hôm trước này các bạn. Bây giờ nó đang đòi ăn nè, nó lớn quá rồi. Thấy đã không? Nó đâm lông gà rồi đó. Mình đã chung với cái bầy gà này, mình cho nó vô đây nó có bóng đèn nó ấm này các bạn.